Alo, dạ chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Gốc Việt nha. Hôm nay em quay trở lại cái khu Bồng Lai Viên nè để cập nhật cái tình hình của Thiền Em bên bờ vũ trụ cho cả nhà mình được biết luôn ha. Cả nhà thấy cái cổng Bồng Lai Viên này đúng không? Bên tay phải đây là có một cái quán cà phê mà anh em YouTuber rồi những người quan tâm đã ghé đây rất là nhiều trong thời gian qua ha. Bữa nay thì vắng rồi, không còn bao nhiêu người hết. Hôm nay không thấy ai hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rẽ trái đi vào cái khu Bồng Lai Viên nha. Không có chạy lớn gì trời. Cái bảng Bồng Lai Viên còn nghe cả nhà. Bồng Lai Viên. Bữa đó mình đi về có nghe một nhóm người cô chú nào đó cũng đi theo dõi cái tình hình cái khu này. Trời dơ quá. Cái chú nó không biết sao, có lẽ là nó khuất, chú không có thấy cái bảng Bồng Lai Viên. Chú nói là Bồng Lai Viên giờ là bị xóa sổ rồi cho nên ta gỡ cái bảng rồi. Thì thật sự thì cái bảng Bồng Lai Viên này là nó có cái khu nghĩa trang Bồng Lai ở trong này nè. Cái khu kêu bằng nghĩa trang Bồng Lai Viên. Chứ còn cái tỉnh thất Bồng Lai với lại Thiền Em bên vũ trụ thì nó hoàn toàn khác nhau. Bây giờ vẫn còn một số người vẫn chưa hiểu rõ cái chuyện này. Kiểu như là Bồng Lai, tỉnh đó Bồng Lai thì nó hay đặt tên nhập nhằng giống những cái địa danh của người khác, giống như tỉnh thất Bồng Lai ở Vũng Tàu hay là nhập nhằng của cái khu Bồng Lai Viên này á. Bởi vậy nhiều người hiểu sai chứ không phải, tại vì cái bản Bồng Lai Viên đó là của cái khu Bồng Lai Viên của người ta thì đâu có gì đâu mà gỡ. Đường xá bữa nay làm gì mà quá trời ổ gà vậy, chắc mấy bữa nay nhiều người đi lắm á cả nhà. Có mưa không? Mưa rộng lắm. Quá trời luôn. Ổ gà không? Hôm nay ghé có một cái thông tin mới. Hồi hôm mình có nghe Minh Tùng nó kể lại cái cập nhật cái tình hình mà cơ quan điều tra người ta làm việc đó cả nhà. Và cũng trả lời luôn cái câu hỏi là vì sao mà lại có cái anh chàng Lê Thanh Trùng Dương bị khởi tố. Bởi vì nhiều người thấy rằng nói rằng cái người đứng đầu là ông Lê Tùng Vân thì không ai bàn cãi rồi. Hoàng Nguyên Nhất Nguyên thì quá quen rồi, tại anh này thường xuyên phát ngôn trên mạng xã hội mà, đại diện Thiền An phát ngôn mà. Nhưng mà tại sao có anh Lê Thanh Trùng Dương? Có nhiều người cũng theo nhiều người dự đoán là anh chàng này có lẽ đầu dây mối nhợ, là người thu thập thông tin rồi tạo những cái nick ảo để dẫn dắt dư luận, rồi có thể là móc nối với những cái thành phần nào đó, cho nên người ta có đưa anh này vô. Minh Tùng nói rằng 1-2 ngày tới sẽ có họp báo và sẽ biết rõ cái vai trò của anh chàng này trong cái vụ đó. Mà thêm nữa là theo Minh Tùng phân tích thì cũng rất là hay cả nhà. Đó là cái chuyện như bằng hậu cung của Thiền Am bây giờ nó cũng đang rất là rối loạn từ xưa tới giờ luôn chứ không phải là mới đây. Nhưng mà dạo gần đây khi mà tài sản họ quá nhiều thì cái chuyện mà kiểu như tranh chấp đồ nó cũng có thể đang xảy ra. Và Hoàng Nguyên Nhất Nguyên thì lại là hai cái người nói nhiều nhưng mà lại chẳng có cái vai trò gì trong cái Thiền Am á. Nó không có cái gọi là nắm tài sản. Xe bự thế. Bởi vì toàn bộ tài sản đất đai rồi sổ đỏ này kia nọ là đều do bà Cúc và Cao Thị Cúc là đứng tên. Bởi vậy chủ hộ ở cái chỗ Thiền Am đó cũng là bà Cúc, Cao Thị Cúc đứng tên luôn. Mà bà Cúc thì theo Minh Tùng nói là có con với ông Vân có hai người thôi, đó là Trùng Dương, đó là Trùng Dương với lại Huyền Trân. Do đó khi mà lỡ có cái gì tranh chấp hoặc là những cái sự thật này đưa ra ánh sáng á thì cái người mà sẽ mất trắng đó là Hoàng Nguyên Nhất Nguyên. Bởi vậy Minh Tùng nói hai người này sẽ là con chốt thí thôi, nói nhiều chứ chẳng được cái gì trên. Tại vì bây giờ tài sản thì bà Cúc có đứng tên hết. Ghé đèn kìa. Bà Cúc đã đứng tên hết. Bây giờ còn cái quy của ông Lê Tùng Vân thì mấy người đó thì cũng còn lớn tiếng vậy thôi, chứ mà lỡ ổng mà lụm rồi thì con của bà Bất Cúc nó hưởng hết, chứ còn tụi Hoàng Nguyên Nhất Nguyên rồi thì đâu có được gì đâu. Cũng hay. Nhưng mà nghe đồn là từ hồi xưa tới giờ rồi, hồi cái thời ở Cần Thơ là đã đánh ghen đánh đồ tùm lum la rồi.
Mặc dù bề ngoài chúng ta thấy họ thuận thảo vậy thôi, chứ thực sự thì cũng trời ơi cái dạng hậu cung mà phải biết chứ. Thuận thảo cỡ nào, vua chúa ngày xưa còn có uy quyền mà còn cái bằng tranh chấp tùm lum, còn ngày nay thì mấy cái vụ này dễ gì mà không xảy ra. Từ ở Cần Thơ là bắt đầu đánh ghen rồi ha, rồi tới trại Thánh Đức cũng vậy, nhưng mà nó cũng không có ồn ào lắm, bởi vì nói chung là cái ông giáo chủ Hồng Hạc Phân Du á, ổng có cái bài rất là cao tay, bởi vì mấy bà im lặng. Ủa cái này làm gì mà xe tải quá trời ta, ta xây dựng công trình gì trong này ha, thấy nặng không á, quá trời luôn, nguyên một đoàn luôn. Hay là bứng cái thiền am đi trời. Tải không ngữ mấy thấy cái con này thấy ớn quá. Trời ơi, đỡ hoài luôn á. Vậy là hiểu làm sao cái đường nó hư cái nhà mấy xe tải không mà thấy nặng không mà. Gia đình của nội bị suy sụp rồi, bởi vậy cái đoạn đường này cũng sắp hư hư luôn rồi. Có lẽ là ta cải tổ lại cho nó mới lại ha. À, rồi trở lại với cái câu chuyện của anh chàng Trùng Dương thì chắc cả nhà cũng hiểu làm sao mà gọi là cái anh Trùng Dương anh có mặt ở trong cái vụ khởi tố đúng không? Tại vì ảnh là dạng như mặc dù không có lên tiếng nhưng mà ảnh lại là đầu sỏ, ảnh là người tạo nick ảo rồi này kia nọ, thu thập tin tức rồi là anh này rất là nhiều đó. Rồi cả nhà thấy tới nè, tới rồi qua cua này tới nè cả nhà. Cái vậy cả nhà thấy từ khi mà cái vụ lùm xùm của Thiện An tới giờ á, là vô những cái trang cá nhân của họ á, chúng ta comment này, chửi bới rồi thì còn đâu có bị xóa nữa. Còn đặc biệt á là cái những cái nick ảo thì lại không thấy trả lời, không thấy chửi bới như trước đây. Chứ hồi trước ha, khi mà họ còn bình thường á, là những cái người mà vô chửi bới thử coi là hàng loạt những cái nick kêu bằng đó là fan của hâm mộ của họ vô chửi dữ lắm. Nếu mà thật sự thì cái người đó người thật á, thì cái chuyện mà bị chửi là bây giờ người ta vẫn chửi thôi. Vậy thì chứng tỏ là những cái nick đó toàn là do những cái người trong Thiện Am này họ tạo ra, tự tạo ra để vừa PA mà vừa chửi những cái người mà dám vô đó khịa với họ. Hôm trước cái bãi xe này là đông, rất là đông, cơ quan chức năng bữa nay thì hết rồi ha. Cũng có hai anh chàng này đây. Vẫn còn cái xe của cơ quan chức năng đó, vẫn đó người ta còn hút giờ. Chứ là dọn dân giáo hết rồi, nghỉ xây luôn rồi, dọn hết dân giáo luôn rồi đó, gỡ hết trơn rồi. Còn mấy người nhóc luôn kìa. Rồi vậy là mấy anh đó vẫn còn ở đó cả nhà. Rồi dừng ấy, mình qua đây mình zoom lên mình coi coi tình hình đó cả nhà. Chứ bây giờ ông giáo ngồi đó, người ta gỡ dàn giáo hết là coi như cái công trình đó là vĩnh viễn bị treo luôn rồi. Chứ mình thì đâu có là đó, quay người ta thì ta gỡ máy luôn à. Để hồi đi dài dài mấy người hàng xóm hỏi thăm rồi coi. Quay đây đi, đây cho nó mát. Vậy là mấy cái xe này nó xây cái gì trong này nè, quá trời luôn nè. Đây đi, để thấy không? Bên kia nữa. Đây đi, núp lùm đây đi cả nhà. Ít lắm. Đó thì nắng quá. Đây cũng thấy hơi rõ nè cả nhà. Ai...
Vậy là cái công trình này nó vĩnh viễn không hoàn thành ha. Hôm trước đào móng đồ cái con nhang đệ tử chửi bà Hằng quá trời. Bà Hằng nói xây được và ở được hay không mới là quan trọng. Người ta chửi bà quá trời. Tới nay thì nó dừng lại vĩnh viễn rồi hả? Rồi xong. Tiễn nội đi về nơi xa luôn. Rồi thôi bây giờ dừng đây đi, mình đi tìm một vài vị hàng xóm để mình hỏi thăm ha cả nhà. Rồi mình sẽ cập nhật thêm tin tức cho cả nhà nha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại nha.